Chiều nay em muốn đi ăn cái gì? Thôi em lười ăn lắm. Ăn gì anh mua về có bầu phải ăn miếng. Đây. Đó thuốc. Trời đất ơi. Con ơi con. Dạ. Sao vậy hả? Không có chơi điện tử nữa con à. Mấy cái đồ điện tử này á là nó hại sức khỏe thai nhi lắm hiểu không? Đâu có, con chơi giải trí một xíu. Không mẹ. Dẹp vô, dẹp, nhất định không có chơi là không có chơi. Bây giờ uống thuốc đi. Nè con, mẹ sắc thuốc cho con uống đó. Sao giống nước tương cái gì mẹ? Trời ơi sao mẹ bắt vợ con uống nước tương vậy? Năm bảy ha. Cái này là thuốc bắc. Mẹ dậy từ 4-5 giờ sáng đó, mẹ xếp hàng để bốc được thuốc cho con dâu của mẹ uống đó. Uống đi con. Uống đi cho nó khỏe ha. Nó hơi khó uống chút xíu nhưng mà không sao. Uống đi con. Uống rồi mai mốt em bé đẻ ra nó xinh đẹp lắm. Mẹ ơi cái mùi nó kinh khủng quá mẹ ơi. Có gì đâu kinh khủng, mùi thuốc bắc đó mà. Uống có sao không mẹ? Không. Cứ uống đi. Đó, mẹ sắc nha. Ê cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi, thuốc của vợ con mà sao con uống? Bỏ xuống. Trời nó thúi mà nó tanh quá vậy. Ăn nói hồ đồ bậy bạ hả? Cái gì thúi mà tanh? Cái đó là mùi thuốc bắc, bỏ xuống. Đây nè, uống đi con. Uống đi giỏi mẹ thương. Trời ơi, nhưng mà cái này an toàn không? An toàn. Hồi nhỏ là hồi mà mẹ có thai con ở nhà là mẹ uống cái này không? Sanh ra nè, thấy không? Thằng nhỏ cái mặt nó trắng bóc à. Mặt con trai mà nó như là con gái con thấy không? Nó mịn màng quá trời quá đất mà con của mẹ nó đẹp trai là nhờ uống thuốc bắc này đó con. Uống đi con. Con của con chứ không cần trắng đâu. Con không uống được con. Uống đi con, uống đi. Thuốc đắng giả tật, nghe con, nghe. Ê mẹ. Gì? Vợ con có bầu mà đâu phải có tật đâu mà phải uống cái này. Trời ơi ông con này. Ta nói về cái kiểu thuận theo ông bà xưa. Ta nói thường hay nói thuốc đắng giả tật đó chứ. Bầu bì uống cái này vô nó tốt, nó khỏe rồi mà. Mẹ. Hả? À, hay là con uống mấy cái thuốc bổ bình thường mẹ mua cho con được không? Sao vậy? Thức dậy từ sáng sớm, dì con dì cháu đi bốc thuốc, rồi về cặm cụi sắc thuốc cho con uống mà giờ không uống. Thôi tùy ha. Uống cũng được, không uống cũng được. Muốn làm sao đó là làm. À, mẹ. Thôi để con uống. Nhưng mà con uống một tí xíu à nha. Chút xíu vậy uống làm chi? Vậy thôi khỏi uống luôn đi. Bỏ công sức của tôi luôn. À, dạ. Để con uống. Giỏi. Vậy phải giỏi không? Cái ực cái là sao mà ráng hay mẹ thương. Giỏi quá. Giỏi cưng. Em uống vợ con được không? Ê Bỏ xuống. Trời đất quỷ thần ơi. Vợ con có bầu chứ bộ con có bầu sao mà con uống vậy hả? Chừng nào mẹ có bầu đi rồi mẹ sắc cho mẹ uống. Cái này ghê quá. Anh cứu em không được rồi em ơi. Cái thằng khỉ gió này. Uống đi con, uống đi đừng có nghe lời nó thằng khùng. Uống đi ha. Giỏi mẹ thương. Uống đi hồi nữa mẹ chờ ăn kẹo ha. Ăn kẹo nha. Ráng đi. Rồi. Cái là xong. Trời, uống có miếng thuốc là cái gì phát ớn vậy không biết nữa. Rồi giỏi rồi. Nâng lên uống nữa nè. Vậy mới giỏi không nè. Đó. Giỏi quá à. Uống đi ha. Rồi xong rồi á. Giỏi đó, thấy không? Dễ không? Rồi thấy không? Dễ không? Trời ơi xíu cặn. Đừng bỏ uổng con. Đó. Vậy phải giỏi không? Chiều uống nước 2 để mẹ hỏi thầy thuốc nha. Nếu mà nước 3 được là mẹ sắc thêm nước 3 chứ bỏ uống ha con ha. Ráng ngày 3 cử vậy tốt nha. Ngày 3 cử? Ừ ha. Thôi ráng đi em. Vì tương lai của con chúng ta. Con. Mẹ uống thuốc này con. Nè, mẹ sắc thuốc cho con rồi nha. Ở nhà uống giỏi nha. Bây giờ mẹ đi chợ ha. Uống đi con. Dạ, ha. Dạ con biết rồi. À, mẹ đi đó. Dạ. Mình đổ đi. Chắc mẹ không biết đâu ha. Cái này uống sao nổi mà uống. Đổ cho rồi. Ê. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Sao con lại đổ thuốc? Hả? Trời ơi Tiên à, con có biết là mẹ dậy sớm để mà sắc thuốc cho con uống không? Sao con nỡ lòng nào con chống đối mẹ vậy? Nếu mà con ghét mẹ thì con nói, không uống thì nói chứ sao mà phải làm cái hành động đó vậy? Dạ, không có đâu mẹ. Không phải là con chống đối mẹ đâu mà tại vì cái thuốc này nó đắng quá con uống nổi. Bình tĩnh mẹ. Bình tĩnh. Có chuyện gì mới sáng sớm mà hai người căng thẳng quá vậy? Con coi con vợ con đó. Mẹ thức khuya dậy sớm để sắc thuốc cho nó uống. Nó nghĩ sao mà nó đem đi đổ thuốc vậy? Hả? May á là mẹ quên cái bóp, mẹ quạch vô mẹ lấy, mẹ mới phát hiện. Mẹ ơi, nhiều khi mẹ đừng có trách quan cho cổ, hiểu lầm thôi. Nhiều khi là vợ con sơ ý làm đổ. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Vợ chồng mấy người bên nhau, nếu mà không cần tôi nữa thì thôi. Mẹ, mẹ cho con xin lỗi đấy mẹ. Mẹ hồi nãy em đổ thuốc hả? Tại vì nó đắng quá em uống không nổi. Ngày nào cũng quất 3 chén như vậy sao mà chịu cho được chứ. Anh uống là anh cũng biết đó, nó hôi với lại nó đắng mà. Cho mẹ giận rồi kia. Không biết là baby của mẹ là con trai con gái ta. Mà kệ, con gì cũng là con của mình mà. Con dâu của mẹ. Mẹ, đi đây con phụ cho. Không, ngồi yên đó để mẹ làm. Con đang có bầu như vậy không có xách nặng được nghe không. Nè, mẹ có mua đồ bổ cho con đó. Mẹ lại mua đồ bổ cho con nữa hả? Mẹ mua cái gì cho con biết không? Cái gì vậy mẹ? Trứng mẹ. Trứng hả? Mẹ biết con thích ăn trứng. Vậy là tốt quá rồi. Mẹ vô mẹ luộc cho con liền nha. Cứ ngồi yên đó chờ mẹ nghe không? Dạ. Đó, ngon hả con ha. Ta nói cái trứng này nè, ăn nó bùi bùi, nó béo béo, nó ngon hơn là trứng vịt ha con ha. Mẹ đi mua hả, mẹ đi bao nhiêu chợ mới mua được cái trứng cho con đó. Sáng giờ ăn dĩa trứng này là con thấy no rồi đó. Mai mốt sanh con ra là nó thông minh dữ lắm á con ha. Ta nói ở dưới quê nha, nó cả đống rồi đó. Tìm mua dễ muốn chết. Ở trên thành phố mình sao mà đi kiếm trứng ngỗng khó quá trời quá đất luôn vậy hả? Sao con? Hả? Ráng đi hả? Ăn có dĩa này chứ nhiều đâu. Ráng đi, rồi mỗi ngày mẹ sẽ cố gắng á, mẹ luộc cho con dĩa vậy đó. Con ăn vô, con của con sau này nó thông minh dữ lắm à nghe. Mỗi ngày một dĩa không ạ? Ăn vậy không bỏ công sức của mình. Sau này á, đẻ ra nó thông minh vậy á, là mình cảm thấy mình hạnh phúc, phải không? Sao vậy? Con nghiện. Ráng, gần hết rồi, còn có chút xíu chứ nhiều đâu con. Ăn nữa. Mẹ thì uống nước vô.